Rồi rồi đi im mẹ luôn con gái ơi. Con lên ghế ngồi đi con. Nghe em nghe em ru mà. Chỗ mình bé beo mà thứ ba người phục vụ. Nhất mi rồi đó bèo nghe. Bữa nay mi không gọi cái bồ cái bưởi nữa hả Thổ? Bữa nay mi không gọi cái bưởi nữa hả? Nước bưởi, nước chay bưởi mi gọi đó.
Dương Vân ạ. À. Mình đi để tắt đèn lại thấy đang béo. Thấy thì mẹ hơn ha. Đang ấy. Được. Đang ngay. Đèn cứ tung chàng. Ủa, chí mưa có điện thoại mới từ bây giờ chút. Sau khi xong còn nghe tiếng khác nữa. Có chiều hết chưa nè. Ngon tàn rớt quá. Ngon nè. Ôi, cớ như ngon rồi. Tức, ngon rồi. Thank you.
đeo ra lấy nước chị em ơi. Bao lâu rồi? Bụng đói quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.